Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, vừa qua hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo. Cùng với đó, hội đồng xét xử cũng đưa ra nhiều kiến nghị, chủ yếu là các kiến nghị liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án. Đặc biệt, hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương. Đáng chú ý, cả ba người này đều đã qua đời, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hồng là quyền tổng giám đốc SCB, ông Nguyễn Tiến Thành là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB và ông Nguyễn Ngọc Dương là tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula. Tuy không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng hội đồng xét xử vẫn kiến nghị cơ quan điều tra truy hồi dòng tiền liên quan. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với khoản vay của các khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nguyễn Phương Hồng đã làm việc tại SCB từ năm 2007. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2018 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019, được làm quyền phó tổng giám đốc và là thành viên hội đồng quản trị. Giai đoạn từ ngày 8 tháng 8 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, trải qua nhiều vị trí chức vụ khác nhau, Nguyễn Phương Hồng đã trở thành một trong những người thân tín của bà Trương Mỹ Lan. Nguyễn Phương Hồng đã qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2022 khi đã bị khởi tố bị can. Nguyễn Tiến Thành có gần 30 năm làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán, là thành viên hội đồng quản trị độc lập của ngân hàng SCB. Trước khi làm việc tại SCB, ông từng nhiều năm công tác tại chứng khoán Tân Việt, TVSI, từ giám đốc chi nhánh đến phó tổng giám đốc, rồi lên chức tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị. Còn Nguyễn Ngọc Dương là tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, là một trong hai đối tượng chính tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần, cũng là người trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Dương được xác định là đối tượng giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Tuy vậy, ông Nguyễn Ngọc Dương đã qua đời nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Tập đoàn Sài Gòn Peninsula là một trong số những pháp nhân chính trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Dương làm tổng giám đốc, hội đồng quản trị còn có Trương Vision King làm chủ tịch hội đồng quản trị và hai thành viên là Hackman Oliver và Nguyễn Phương Anh. Cơ cấu sở hữu gồm 10 cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân. Sài Gòn Peninsula còn là chủ đầu tư dự án đình đám khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận, quận 7, là 200 số các dự án trọng điểm trong vụ Vạn Thịnh Phát. Liên quan đến vụ án, nhóm cán bộ ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay, tái thẩm định cho vay, tham mưu cho ban tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn, không đảm bảo quy định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động, ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị, chi nhánh, tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt. Họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo ngân hàng SCB. Đồng thời, họ tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này. Đối với nhóm đối tượng được thuê đứng tên ký khoản vay, đứng đại diện pháp luật công ty ký hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ rút, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính, liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định đối với các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vay vốn ngân hàng SCB là các đối tượng có vai trò thứ yếu, ngoài tiền lương được trả, không được hưởng lợi gì khác. Bên cạnh đó, bản thân họ không nhận thức được hành vi đứng tên như trên giúp cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng và là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê. Quá trình điều tra, thành khẩn khai báo nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này. Thưa quý vị, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, tại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM chiều ngày 11 tháng 4 tuyên về vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Ngoài mức án cho 86 bị cáo, hội đồng xét xử cũng nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2, cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước.
Cụ thể, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Về số tiền nêu trên, theo hồ sơ, đây là số tiền được tài xế của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chở từ SCB về tầng hầm B1, tòa nhà Siwood 127 Pasteur, quận 3, là tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, trong vụ án này, ba người đã qua đời là Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của ba cá nhân này. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp và ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích, tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả. Đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan nếu có để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch, nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có, để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.